Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 9 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, trong 5 ngày của kỳ nghỉ lễ từ 27 tháng 4 đến 1 tháng 5, toàn tỉnh đón khoảng trên 1,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 27,3% so với dịp nghỉ lễ cùng kỳ năm 2023. Tổng thu du lịch đạt trên 3,8 nghìn tỷ đồng, tăng 32,8% so với cùng kỳ. Trong dịp nghỉ lễ này, một số khu điểm du lịch đón lượng khách kỷ lục so với kỳ nghỉ dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 nhiều năm trở lại đây. Cụ thể, thành phố Sầm Sơn đón 905.000 lượt khách, khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến huyện Hoàng Hóa đón 89,8 nghìn lượt khách, thị xã Nghi Sơn 86,7 nghìn lượt khách, thành phố Thanh Hóa 65,6 nghìn lượt khách, khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông huyện Bá Thước 62,5 nghìn lượt khách. Cùng với đó, nhiều khu điểm du lịch văn hóa tâm linh cũng thu hút lượng lớn du khách như di tích lịch sử Thành Nhà Hồ đón 11,7 nghìn lượt khách, khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh đón 9,2 nghìn lượt khách. Theo tổng hợp từ báo cáo của các cơ sở lưu trú, công suất sử dụng phòng trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ đạt khoảng 82,5%. Mặc dù lượng khách lớn, nhưng tại các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh không để xảy ra sự cố mất an toàn, không có tình trạng ép giá, chèn ép khách. Trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, du khách đánh giá tốt về chất lượng dịch vụ du lịch tại Thanh Hóa. Sức hút đối với du khách trong kỳ nghỉ lễ dài ngày vừa qua tiếp tục khẳng định tiềm năng thế mạnh và bước đi đúng hướng của du lịch Thanh Hóa, đồng thời tạo đà để Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành mục tiêu đón trên 13,8 triệu lượt khách trong năm 2024. Diễn ra từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, Tuần Văn hóa thành phố Thanh Hóa, thành phố Hội An năm 2024 đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách. Tuần Văn hóa thành phố Thanh Hóa, thành phố Hội An diễn ra trong 6 ngày từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 với sự kiện hoạt động về văn hóa, văn nghệ, thể thao, ẩm thực, trưng bày, triển lãm tranh ảnh, nhạc cụ truyền thống, trưng bày hiện vật về văn hóa Đông Sơn, giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP. Sau 6 lần tổ chức, Tuần Văn hóa thành phố Thanh Hóa, thành phố Hội An ngày càng khẳng định ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường gắn kết thêm mối quan hệ kết nghĩa son sắt thủy chung giữa hai thành phố. Đây cũng là dịp để hai thành phố gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong lãnh đạo, phát triển kinh tế xã hội, thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giao lưu quảng bá văn hóa và liên kết phát triển du lịch. Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, thành phố Thanh Hóa và một số đơn vị cấp huyện đã tổ chức trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP và mở nhiều điểm bán hàng tại các khu điểm du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân và du khách. Nhờ đầu tư sản xuất, nâng cao chất lượng, mẫu mã nên những sản phẩm OCOP của tỉnh đã thu hút được sự quan tâm lựa chọn của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Để đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng và du khách, ngay từ đầu tháng 4, các doanh nghiệp hợp tác xã, hộ sản xuất sản phẩm OCOP đã chủ động chuẩn bị điều kiện sản xuất đảm bảo cung ứng lượng lớn sản phẩm cho thị trường. Tính riêng 5 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, sản lượng tiêu thụ các sản phẩm tỉnh Thanh Hóa tăng từ 50 đến 60% trở lên so với ngày thường và tăng 30% sản lượng tiêu thụ so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, một số nhóm sản phẩm có lượng tiêu thụ lớn như nem chua, sản phẩm từ hải sản, rau củ quả, đồ thủ công mỹ nghệ, sức tiêu thụ của thị trường tăng nhanh đã khẳng định được thương hiệu, độ hấp dẫn và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Ghi nhận trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, nguồn cung thực phẩm tại Thanh Hóa khá dồi dào, đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người dân. Giá cả tương đối ổn định, chỉ một vài mặt hàng tăng giá. Tại hầu hết các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nguồn thực phẩm đều rất đa dạng, dồi dào. Lượng người dân đi mua sắm cũng tăng từ 30 đến 50% so với ngày thường. Các thương lái cũng đã chủ động tăng khoảng 50% lượng hàng, các loại thực phẩm như thịt, rau, củ quả với giá khá bình ổn. Thậm chí rau xanh còn rẻ hơn trước, chỉ từ 2 đến 5.000 đồng một bó. Nguyên nhân là do thời điểm này, thời tiết thuận lợi, rau phát triển tốt, nguồn cung lớn nên giá thành cũng hạ hơn. Tôi là tiểu thương bán rau củ quả chợ này. Những ngày lễ giá cả cũng bình thường không lên xuống, nguồn rau cũng có nhiều cho nên giá không tăng. Một trong những thực phẩm được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất trong ngày nghỉ lễ là hải sản. Ghi nhận tại một số chợ trong tỉnh, giá các mặt hàng hải sản đều tăng từ 15 đến 30% tùy từng loại, như tôm tít, tôm biển sống từ 300 đến 700 nghìn đồng một kg, ghẹ sống từ 350 đến 750 nghìn đồng một kg. Đây cũng là quy luật chung của thị trường khi lượng khách du lịch đến Thanh Hóa tăng đột biến trong ngày nghỉ lễ. Trong 5 ngày của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay, số lượng bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2023. Các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đảm bảo tốt công tác thu dung cấp cứu điều trị bệnh nhân. Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, trong 5 ngày nghỉ lễ từ 27 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5,
có hơn 330 bệnh nhân tai nạn giao thông nhập viện, giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2023. Số lượng bệnh nhân nhập viện do tai nạn sinh hoạt, đánh nhau và ngộ độc thực phẩm cũng giảm. Tuy nhiên, bệnh nhân nhập viện vì các bệnh lý như đột quỵ, tim mạch, hô hấp gia tăng nhẹ. Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân và giảm áp lực bệnh nhân đông sau kỳ nghỉ, nhiều bệnh viện trong tỉnh đã tổ chức khám bệnh thông thường trong suốt kỳ nghỉ. Trong 5 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, thì Bệnh viện Đa khoa Hợp lực tổ chức khám chữa bệnh và cấp cứu người bệnh 24/24. Trong đó chúng tôi thường trực cấp cứu tại bệnh viện. Thứ hai nữa là bố trí thường trực cấp cứu ngoại trú. Thứ ba nữa là chúng tôi có tổ chức một cái đội cấp cứu lưu động để phòng những khi có vấn đề yêu cầu của tỉnh. So với năm ngoái thì cái tỷ lệ bệnh nhân tai nạn giao thông đã giảm hẳn, bệnh nhân cấp cứu cũng giảm. Tuy nhiên là cái số lượng bệnh nhân ở nội trú thì có tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Sau 5 ngày nghỉ lễ thì chúng tôi dự kiến cái lượng bệnh nhân đến khám lại sẽ đông. Trên cái dự kiến đấy thì chúng tôi đã chuẩn bị các bàn khám, bố trí các chuyên khoa, nhân lực bác sĩ và điều dưỡng sẵn sàng phục vụ bệnh nhân. Cùng với công tác khám và điều trị bệnh, trong những ngày nghỉ lễ, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cũng được triển khai nghiêm túc, không để xảy ra các sự cố đáng tiếc. Trong tháng 4 năm 2024, hoạt động hải quan trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục duy trì thông suốt, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua biên giới của tỉnh. Tổng số thu ngân sách của Cục Hải quan Thanh Hóa trong tháng 4 ước đạt 2.376 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, số thu ngân sách của Cục Hải quan Thanh Hóa đạt hơn 6.208 tỷ đồng, bằng 45,8% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao và tăng hơn 28% so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn thu đến chủ yếu từ số thu thuế mặt hàng dầu thô nhập khẩu của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn đạt 5.231,9 tỷ đồng, chiếm 84,3%. Để đạt mục tiêu thu ngân sách 13.550 tỷ đồng trong năm nay, Cục Hải quan Thanh Hóa đang tiếp tục cải cách hành chính, xây dựng hải quan số, hải quan thông minh, tiết kiệm thời gian chi phí cho doanh nghiệp và minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan, nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh và tăng cường kiểm tra kiểm soát chống thất thu ngân sách. Thời gian qua, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa luôn khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp an toàn, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm các tiêu chuẩn, chất lượng như Việt Gáp, hữu cơ. Đến tháng 4 năm 2024, trên địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã phát triển được 298 ha sản xuất nông nghiệp an toàn, trong đó có 250 ha lúa sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, 5 ha sản xuất lúa rươi hữu cơ, 2 ha nhà màng, nhà lưới và 41 ha trồng rau màu tập trung theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Do áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, nên bình quân giá trị sản xuất 1 ha canh tác nông nghiệp trên địa bàn huyện Nông Cống đạt gần 130 triệu đồng 1 ha mỗi năm. Trong những năm qua, từ nguồn lực của nhà nước và sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân, hàng nghìn hộ nghèo, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có thêm nguồn lực để xây dựng và sửa chữa nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, hòa nhập với sự phát triển chung của cộng đồng. Tuy nhiên, Thanh Hóa vẫn còn hàng chục nghìn hộ nghèo, đời sống còn khó khăn, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, cần được hỗ trợ về nhà ở. Trong khi đó, nguồn lực của nhà nước, của tỉnh còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu kinh phí, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình còn khó khăn. Trước thực tế đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành chỉ thị số 22 về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025, phấn đấu để mọi người dân Thanh Hóa có nhà ở an toàn, ổn định, có điều kiện nâng cao mức sống và thoát nghèo bền vững. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, cùng chung tay ủng hộ kinh phí, nguồn lực để các gia đình chính sách, người nghèo, người yếu thế có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Bản tin thời sự 9 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.